Hello, xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chim và tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video hướng dẫn cả nhà tô màu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu một bức tranh một cô bé gái đang bế trên tay một con búp bê các bạn nhé. Thì cùng bắt đầu tô màu với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô những đám mây màu xanh nước biển. Mái tóc mình sẽ tô màu đen. Trên dây chun mình sẽ tô màu hồng. Chiếc váy mình cũng sẽ tô màu hồng nha. Trên lơ mình cũng sẽ tô màu đỏ này, mình tô luôn đôi môi màu đỏ. Mái tóc của búp bê màu đen.
Bây giờ mình sẽ đôi một nơi. Mình sẽ tô cỏ một phen cà phê. Chiếc thảo hôm nay mình sẽ tô một bên sữa. Vậy là mình đã tô màu xong bức tranh hình của em bé gái đang ngồi bế trên tay một em búp bê mặc chiếc váy màu tím và có đeo một chiếc nơ đỏ trên đầu các bạn nhé. Hôm nay mình có tô chiếc váy của em bé gái này màu hồng và xung quanh cỏ màu xanh và đám mây màu xanh ra trời. Các bạn có thể tham khảo tô màu hôm nay của mình. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.